Chào mừng quý anh chị đã đến với kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, thần tài là vị thần cai quản tiền bạc vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy mà người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Ngoài ra thì việc thờ cúng thần tài thường được thờ chung với thổ địa, bởi thổ địa là vị thần cai quản đất đai, vùng đất, vùng trời của gia đình nhà mình. Không những thế, ông còn có khả năng xua đuổi nguồn tà khí, hóa dữ thành lành. Chính bởi vậy mà khi thờ thần tài, người dân thường thờ chung với ông địa. Bàn thờ thần tài thổ địa được thờ nhiều ở các cửa hàng, công ty với mong muốn nhận được sự che chở bao bọc từ các vị thần, giúp cho công việc buôn bán kinh doanh của gia chủ được hưng thịnh. Thế nhưng cách bài trí bàn thờ thần tài như thế nào là đúng lại là điều mà chắc hẳn không phải ai cũng biết. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách thức bài trí bàn thờ thần tài đúng cách. Quý anh chị cùng đón xem nhé! Thần tài thổ địa được các gia đình thờ cúng trong một tủ thờ được đặt ở dưới đất. Chất liệu chế tác tủ thờ thường được làm từ gỗ. Các vị trí đặt để ban thờ thần tài thường được chọn là vị trí tài lộc, cung quý nhân của gia chủ. Ngoài ra thì vị trí đặt để ban thờ thần tài sẽ cần phải tuân theo những quy định dưới đây. Theo phong thủy cao cấp được lưu truyền từ xa xưa, các thầy phong thủy thường có câu nhất vị, nhị thế, tam hướng. Để biểu thị cho việc một vật gì đó được đặt để phù hợp với phong thủy, trước hết ta cần phải xét tới vị trí đặt. Để tiếp sau đó là hình thế khi mà sắp đặt và đến cuối cùng là hướng nhìn. Ở đây, khi mà tiến hành sắp đặt ban thờ thần tài, chúng ta cũng sẽ cần phải tuân theo nguyên tắc này. Ban thờ thần tài khi mà tiến hành đặt để sẽ cần phải có phần tựa lưng vững chắc, không được đặt vào các vị trí trông tranh, không có phần tựa lưng ở đằng sau. Thường sẽ được đặt tựa vào các bức vách, bức tường sạch sẽ để tạo sự vững chắc cho tủ thờ cũng như là cho sự kinh doanh và cuộc sống của bạn. Chú ý, nếu đặt ban thờ thần tài tại dưới chân cầu thang, do cầu thang là nơi dẫn khí, tiếp khí các tầng với nhau, là nơi thường xuyên có người đi lại nên luôn luôn bị động. Nếu đặt tại vị trí này thì sẽ dẫn tới ban thờ bị động, khó tiếp được linh. Chúng ta sẽ cần làm một vách nhỏ để ngăn giữa cầu thang và lưng ban thờ thần tài, giúp cho ban thờ thần tài luôn được vững chãi, không bị động. Ban thờ thần tài thổ địa nên quay ra cửa chính, không nên ngược về hướng nhà. Nếu không, có thể gây ra âm dương tương phản, dễ gây bất chắc, nô bộc phản bội hoặc con cái không hiếu thuận, tài vận và gia đình bị ảnh hưởng. Bàn thờ không được đặt đối diện nhà vệ sinh hoặc đặt để ban thờ tựa vào tường nhà vệ sinh. Nếu gia chủ bố trí như vậy, những âm khí, uế khí do khu vực nhà vệ sinh sẽ ảnh hưởng tới khu vực đặt để bàn thờ, sẽ dẫn tới khu vực tiếp linh, nhiễm tà khí, uế khí, ảnh hưởng trực tiếp tới gia đạo, sức khỏe các thành viên trong nhà. Đặc biệt, đó là sự ảnh hưởng trực tiếp tới nhân đinh, gia chủ, trưởng tử, nam thứ trong nhà và ảnh hưởng cả tới tài lộc của gia đình nhà mình. Bàn thờ thần tài cũng cần phải chú ý không được đặt tựa vào tường nhà bếp hoặc hướng vào khu vực bếp. Nếu đặt để đối diện nhà bếp sẽ gây ra tranh cãi, tính tình gia chủ nóng nảy, ảnh hưởng tới sự hòa hợp trong cửa hàng, công ty của bạn. Ngoài ra, sẽ có nhiều điều cần phải chú ý khi mà tiến hành chọn vị trí đặt để bàn thờ thần tài thổ địa. Nếu anh chị và các bạn muốn được hướng dẫn chi tiết hơn về việc thờ cúng ban thờ thần tài, hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được sự hỗ trợ trực tiếp từ thầy Gia Cát và đội ngũ trợ lý hỗ trợ của thầy. Cách bài trí ban thờ thần tài. Thông thường thì sẽ sắp đặt theo hướng từ trong ra ngoài, trong cùng thì sẽ là vị trí đặt để phần gương bài vị trên bàn thờ thần tài thổ địa. Chữ trên gương bài vị sẽ là chữ nho. Thông thường hiện nay sẽ có hai loại gương bài vị khác nhau, nhưng đều có ý nghĩa như nhau là sử dụng để hóa sát, kỵ tà, chấn giữ tài lộc cho gia đình nhà mình. Dạng thứ nhất sẽ có những chữ tụ bảo đường, có nghĩa là nơi quy tụ vàng bạc châu báu. Chiêu tài có nghĩa là mời gọi tiền của. Tiến bảo có nghĩa là dâng hiến bảo vật. Kim chi sơ phát diệp có nghĩa là cành vàng bắt đầu trổ lá. Ngân thụ tránh khai hoa có nghĩa là cây bạc chính thức nở hoa.
Và dạng thứ hai và cũng là dạng thường gặp nhất sẽ có những chữ đó là thổ năng xanh bạch ngọc, đất thường sinh ngọc trắng. Địa khả xuất hoàng kim có nghĩa là đất khả xuất vàng ròng. Như ý cát tường có nghĩa là tốt lành như ý muốn. Nhất phàm phong thuận có nghĩa là thuận buồm xuôi gió. Tứ quý bình an có nghĩa là bốn mùa bình an. Hai câu chữ lớn ở giữa đó là danh hiệu của các thần bản gia để thờ phượng. Ngũ phương ngũ thổ long thần là danh hiệu của ông thổ địa. Tiền hậu địa chủ tài thần là danh hiệu của ông thổ địa. Tiếp theo trong công việc bài trí sắp xếp ban thờ thần tài sẽ là vị trí đặt để các tượng thần tài thổ địa. Trên ban thờ thần tài thổ địa thông thường người ta sẽ có bài trí 2 hoặc là 3 tượng các ông tùy thuộc vào kích thước cũng như là vị trí đặt để ban thờ thần tài. Tượng thần tài là ông mặt hiền lành có râu dài, trên đầu đội mũ mão, trang phục nghiêm chỉnh, dưới tay cầm theo đĩnh kim nguyên bảo hay còn được gọi là thỏi vàng để giúp mang lại tài lộc về cho gia đình. Tượng thần tài trên ban thờ sẽ đại diện cho 5 vị thần chấn giữ tại 5 hướng trong đất đai long mạch nhà mình sắp đặt theo ngũ hành, đó là hắc thần tài, thanh thần tài, bạch thần tài, xích thần tài và vị chủ chốt cũng là quan trọng nhất đó là hoàng thần tài. Tượng thổ địa thường được chế tác với hình ảnh bụng bự, tay cầm quạt, trên đầu sẽ quấn khăn, có thể sẽ có hình tượng ngồi trên một con hổ. Tượng thổ địa trên bàn thờ sẽ đại diện cho 5 vị thổ địa, lần lượt là Trung ương Hoàng đế, Tây phương Bạch đế, Bắc phương Hắc đế, Đông phương Thanh đế, Nam phương Xích đế. Nếu bàn thờ thần tài nhà bạn lớn hơn, thường sẽ thờ thêm một tượng thần tài nữa. Ở trong Nam sẽ thường được gọi là ông thần tiên, ở ngoài Bắc sẽ được gọi là ông thần phát, được đặt chính giữa hai tượng thần tài thổ địa bên trên. Ngoài ba tượng thần tài thổ địa bên trên sẽ còn có thêm những tượng thần khác nhau nữa, đó là văn thần tài là tài bạch tinh quân, tam đa tinh quân, tượng Phật Di Lặc. Tài bạch tinh quân tượng trưng cho vị thần chuyên quản tiền tài vàng bạc của thiên hạ, nên người ta tam đa tinh quân chính là phúc lộc thọ tam tinh. Phúc tinh tay ôm đứa bé tượng trưng có con thì vạn sự đủ phúc khí. Lộc tinh mặc triều phục sặc sỡ, tay ôm ngọc như ý tượng trưng cho sự thăng quan tiến chức thêm tài lộc. Thọ tinh tay ôm quả đào, thọ tượng trưng cho an khang trường thọ. Trong ba vị chỉ có lộc tinh mới là thần tài, nhưng do xưa nay người ta luôn làm trung tượng. Nếu đặt cả tam tinh vào tài vị thì cả nhà an vui, hạnh phúc, phúc lộc cùng đến. Võ thần tài gồm có Triệu Công Minh, miệng đen, mặt đen, chuyên thống lĩnh 4 vị thần Chiêu Bảo, Nạp Chân, Chiêu Tài, Lợi Thị, vừa giúp tăng tài tiến lộc, vừa có thể hàng ma phục yêu và quan thánh đế, chính là nhân vật quan công trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, giúp chiêu người tài tiến bảo, làm ăn thuận lợi, tai qua nạn khỏi, trừ tà hộ thân. Những người làm quan võ theo nghiệp lính hay là kinh doanh thì nên thờ võ thần tài hoặc là đặt tượng ở phương tài vị hướng ra cửa. Có một số người còn đặt cả hai tượng Khổng Minh và Quan Công, có ý nghĩa hóa sát tà khí, đuổi bọn tiểu nhân, thuận lợi trong kinh doanh. Các dạng thần tài này hay được đặt tại phương vị tài vị trong nhà hoặc đặt để tại các phương vị tài lộc của gia chủ trong nhà. Để cho tượng thần tài thổ địa có được linh khí, các tượng sẽ phải khai quang nạp cốt. Tượng khi mà gia chủ mang về sẽ thường có lỗ ở dưới đáy để nạp cốt và gia chủ sẽ cần sử dụng bộ cốt thất bảo để nạp cốt cho tượng. Bộ cốt chuẩn gồm có 7 bảo vật nhân gian tượng trưng cho linh khí đất trời. Chính vì có tinh hoa đất trời hội tụ để nạp vào bên trong nên tượng mới tích tụ được linh khí giúp cho ban thờ thần tài nhà bạn tụ linh. Sau khi nạp cốt đầy đủ thì gia chủ sẽ tiến hành an vị tượng thần tài thổ địa. Ông địa sẽ được đặt tại phía bên bạch hổ, ở dưới bên phải ban, tức là bên trái từ ngoài nhìn vào. Đây là bên tĩnh giúp cai quản, kiểm soát, trấn giữ tài lộc cho nhà mình. Ông Phát sẽ được đặt ở giữa, tượng thần tài sẽ được đặt tại phía bên thanh long, tức là bên trái ban, tức là bên tay phải từ ngoài nhìn vào, là bên độc để chiêu thêm tài lộc vận quý nhân cho cửa hàng, việc kinh doanh của bạn.
và tiếp theo là vị trí đặt để bát hương ban thờ thần tài. Vị trí đặt để bàn thờ thường là vị trí chính giữa ban thờ, gia chủ chú ý. Nếu bát hương thấp quá so với tượng của các ông, sẽ cần sử dụng đôn nhỏ kê cao bát hương lên. Ngoài ra thì bát hương ban thờ thần tài tốt nhất, gia chủ nên tự bốc lấy. Việc làm đó sẽ thể hiện được tâm ý, những mong cầu, ước nguyện, tình cảm của gia chủ. Chú ý, bát hương sẽ cần phải quay phần mặt nguyệt ra ngoài để đón linh khí. Ngoài thần tài thổ địa thì trên bàn thờ sẽ thường bài trí thêm các yếu tố sau để gia tăng vận may tài lộc cho bàn thờ. Hai hũ đựng gạo, muối hoặc rượu nước đặt hai bên của bàn thờ. Có nơi sẽ dùng ba lọ đựng gạo, muối, nước tượng trưng cho ngũ hành, sự no đủ trong nhà. Thường thường thì các hũ này gia chủ sẽ có quan niệm để lại tới cuối năm sau khi kết thúc lễ tất niên sẽ tiến hành thay đi. Nhưng đây lại là một quan niệm sai lầm. Ban thờ thần tài là nơi tiếp linh, mang lại bình an, may mắn, tài lộc cho gia chủ nên sẽ cần giữ sạch sẽ. Khi đặt để các hũ lâu ngày thì sẽ sinh ra những tạp khí, uế khí sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới ban thờ thần tài của bạn. Lọ đựng hương thắp và lọ cắm hoa thường làm bằng sứ, cũng có thể bằng chất liệu đá xanh. Hoa dùng để thờ nên dùng hoa tươi, không nên dùng hoa khô hoặc là hoa giả. Tuy có mẫu mã đẹp nhưng sẽ có nhiều phần khí xấu, tạp khí dẫn tới việc tiếp linh cho ban thờ không được tốt. Đĩa đựng 5 chén gạo, muối, nước, rượu, chè phải làm mới khi thắp hương khấn vái thần tài. Phía trước ban thần tài đặt khay chén, có hai loại khay, 5 chén và 3 chén. Nếu dùng 3 chén thì sẽ đựng rượu, trà khô và nước. Còn nếu dùng 5 chén thì sắp xếp theo thứ tự từ trái qua phải, đó là rượu, trà khô, nước, gạo, muối. Thường thì chúng ta sẽ để một tuần rồi thay, hoặc là rằm mùng 1 thay một lần và chúng ta vãi ra ngoài sân, ngoài cửa để cúng cho cô hồn. Bát nước thì nên chọn một cái tô sứ thật đẹp, nông lòng, đổ đầy nước và ngắt những bông hoa trải trên mặt nước, làm minh đường tụ thủy. Thủy khí trong phong thủy tượng trưng cho tài lộc, đây cũng là một cách giữ tiền bạc khỏi trôi đi. Cóc thiềm thừ hay còn gọi là cóc ba chân được bắt nguồn từ truyền thuyết Lưu Hải Hí Kim Thiềm hay Lưu Hải Câu Cóc. Lưu Hải là một nhân vật thời Ngũ Đại, là một trong những đệ tử thân tín của Lã Động Tân, một trong những bát tiên. Ông là người nghĩ ra việc đúc tiền để giúp dân chúng dễ dàng mua bán trao đổi. Lưu Hải là một người thích đi chu du thiên hạ để trừ yêu diệt ma, cứu giúp những người nghèo, những người gặp khó khăn. Thiềm Thừ là một con yêu quái chuyên đi ức hiếp dân lành, do đó mà Lưu Hải đã thu phục nó. Trong lúc giao tranh, Thiềm Thừ bị thương và gãy một chân và chỉ còn ba chân. Từ đó Thiềm Thừ đi theo Lưu Hải tu hành, làm việc phúc, đi đến đâu, gặp những người khó khăn cần giúp đỡ, nó lại nhà tiền vàng để cứu giúp. Do vậy mà về sau trong dân gian có bức tranh Lưu Hải Hí Kim Thiềm, vẽ nên một tiên ông tay cầm sâu tiền và có một con cóc ba chân đi theo. Người ta nhận thấy rằng khi có Thiềm Thừ xuất hiện vào đêm trăng tròn ở gần nhà ai thì đó là sự báo tin gia chủ sẽ nhận được sự giàu có, phú quý. Vì vậy mà cóc ngậm tiền được người đời tôn xưng là con vật quý, biểu tượng cho vượng tài. Khi mà đặt để cóc Thiềm Thừ sẽ quay vào trong bát hương nhà mình để nhà tài lộc về cho gia chủ. Và cuối cùng đó là linh vật Long Quy, hay còn có tên gọi khác đó là rùa đầu rồng. Theo truyền thuyết thì Long Quy, rùa đầu rồng là con vật huyền thoại, có sự kết hợp giữa hai loài vật đó là rùa và rồng. Hai con vật rùa và rồng nằm trong bộ tứ linh Long Lân Quy Phượng, nên thờ cúng sẽ vô cùng linh thiêng. Trong dân gian thì các con rùa lớn linh thiêng cũng được gọi là Long Quy. Trong truyền thuyết cổ của Trung Quốc cũng có nói đến nữ oa nương nương dùng bốn chân rùa lớn để chống bốn góc trời bị cộng công húc nghiêng lệch. Cũng vì Long Quy thích mang vật nặng, ngụ ý giúp cho con người chống lại sát khí, giảm tai họa, nên Long Quy thường dùng để chấn trạch hương gia, nó cũng đem lại phúc trạch giúp cho cuộc sống tốt hơn. Đây là một trong những linh vật phong thủy được thờ cúng cũng như là trang trí rất nhiều hiện nay.
linh vật Long Quy giúp cho gia chủ có được vượng khí tài lộc trong công việc kinh doanh buôn bán của mình. Khi đặt trên ban thờ thần tài sẽ được đặt hướng ra bên ngoài để đón khí hóa sát, trấn giữ tài lộc cho gia chủ. Những sai lầm nghiêm trọng trong khi thờ cúng thần tài. Thứ nhất là không cắm hương chồng chéo nhau. Mỗi bát hương đều nên có cốt là gói thất bảo để tài lộc không bị hao hụt. Nếu gia chủ cắm hương chồng chéo nhau hay chọc vào gói thất bảo sẽ khiến cho thần tài ông địa không có linh khí. Không chỉ không hút tài lộc, sai lầm này còn khiến cho gia chủ làm ăn thất bát, nghèo khó cả đời. Và thứ hai đó là tượng thần tài ông địa. Nếu chỉ thỉnh thần tài ông địa đặt lên bàn thờ mà không dán chữ nho sau lưng bàn thờ thì có thờ cũng như không, không ai chứng giám. Và thứ ba đó là bài vị gương. Trong việc bài trí bàn thờ cầu tài lộc bình an, nếu thiếu bài vị gương thì tài lộc của gia chủ sẽ bị hao kém, tiền bạc làm bao nhiêu thì chui tuột bấy nhiêu, không tích góp được đồng nào. Và thứ tư đó là đặt bàn thờ thần tài sai cách. Không nên đặt gần nhà vệ sinh, trước gương hoặc là nhà bếp hay là bị góc cạnh của các vật dụng khác đâm vào. Thứ năm đó là thiếu bát tụ lộc. Bàn thờ thần tài nếu thiếu hũ gạo, muối, nước đã vô cùng tai hại. Càng tai hại hơn nếu thiếu cả bát tụ lộc, bát bằng thủy tinh có đáy sâu, chứa nước và rắc hoa tươi. Thứ sáu, màu bàn thờ xung khắc mệnh của gia chủ. Không chỉ là vấn đề tâm linh, việc đặt bàn thờ còn liên quan trực tiếp tới vận mệnh phong thủy. Khi mà chọn bàn thờ, bạn cũng nên chọn màu sắc làm lợi cho mệnh của mình, tránh xung khắc gây hao tài. Hy vọng với những kiến thức trên thì anh chị có thể áp dụng vào việc chọn và bố trí bàn thờ thần tài cho cửa hàng, công ty, nhà ở của mình, trang nghiêm thành kính, giúp mang lại tài lộc và sức khỏe. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc thắc mắc của mình phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng với đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi và ứng dụng phong thủy vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.